Sau Ý Nhi đến Đào Thị Hiền, gây tranh cãi vì vạ miệng. Sau Ý Nhi đến Đào Thị Hiền, gây tranh cãi vì vạ miệng khi tham gia phỏng vấn với truyền thông. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 kết thúc với chiến thắng thuộc về người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi. Ngôi vị Á hậu 1, Á hậu 2 lần lượt gọi tên Đào Thị Hiền và Huỳnh Minh Kiên. Sau đêm chung kết, mạng xã hội bùng nổ trước ồn ào liên quan đến phát ngôn của tân Hoa hậu Ý Nhi. Thị phi kéo dài khiến tên tuổi của Ý Nhi bị ảnh hưởng trầm trọng. Không chỉ hứng chịu chỉ trích, mỹ nhân xứ Nẫu còn bị lập hội nhóm anti-fan, yêu cầu hủy bỏ danh hiệu. Ồn ào Ý Nhi chưa kịp lắng xuống, mới đây phát ngôn của Á hậu 2, Đào Thị Hiền trong một buổi phỏng vấn với truyền thông bất ngờ được chia sẻ và gây ra nhiều tranh cãi. Hãy kể tên 5 người nổi tiếng quê ở Nghệ An. Hương Tràm, em, Đào Thị Hà, Bác Hồ, Phan Bội Châu. Cụ thể, người đẹp nhận thử thách kể tên 5 người nổi tiếng quê ở Nghệ An. Đào Thị Hiền bất ngờ kể ra theo thứ tự: Hương Tràm, em, Đào Thị Hà, chị gái ruột của Đào Thị Hiền từng lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Bác Hồ, Phan Bội Châu. Phần trả lời của Đào Thị Hiền ngay sau đó gây ra phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng việc Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 tự liệt kê mình vào danh sách người nổi tiếng dù chỉ mới đăng quang cách đây không lâu, thậm chí là kể tên trước cả Bác Hồ, Phan Bội Châu là việc làm thiếu khiêm tốn. Một tài khoản bình luận: thấy ứng xử kém tinh tế, thực sự thấy các bạn rất tự cao, tự cho mình vào danh sách người nổi tiếng, còn xếp tên trước lãnh tụ và các anh hùng dân tộc thì chịu luôn. Nhan sắc xinh đẹp thôi chưa đủ, cần trau dồi thêm kiến thức cơ bản, tránh gây tranh cãi như hiện tại. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng do áp lực về thời gian cùng với câu hỏi đột ngột, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng nên khó có thể tránh khỏi những sai sót. Hiện tại phía Đào Thị Hiền chưa lên tiếng về ồn ào này. Hãy kể tên 3 người nổi tiếng quê ở Bình Định. Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và Vua Quang Trung. Cũng trong chương trình giao lưu này, Ý Nhi cũng hứng không ít gạch đá khi nhận câu hỏi tương tự Đào Thị Hiền. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 được yêu cầu kể tên 3 người nổi tiếng ở Bình Định. Cô nhanh chóng cho biết em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và Vua Quang Trung. Sau khi đăng quang, Ý Nhi liên tục có những phát ngôn vạ miệng. Tiêu biểu phải kể đến việc bạn trai cần tiến bộ và thay đổi để bắt kịp mình, hay bạn bè đồng trang lứa. Trước vô số chỉ trích, Ý Nhi phải lên tiếng xin lỗi 2 lần.